đưa những cái này đi rồi phải đốt đấy vào, ngâm miếng cao su vào, nó vào được. Nhà hết đồ xong em mang đồ sang thử năm ra. Lấy cái gì? Cái thử thôi. Tính thì nó sẽ lên đến cái vạch 2, 3, 4. Tôi không phải đến đây đến phải có người để nhớ là được không? Số 4 nè. Đâu? Số 4, số 6 đây. Số 6. Số 6 ngoài mà. Thế này số 6 đây. À lên đây gì? Vâng đấy. Gần số 6. Đi ra. Chứ không không phải số 6 đâu. Tiến đứng luôn ra để cho nó đưa vận phân đưa chậm đấy ngon lát nè.
Xem nó có cần kích bao nhiêu nó nổ. Không kích nổ vậy. 40 tấn thôi. Thôi, đến số 6 là được 42 tấn. Số 6 chưa? Cầu nó có độ lăn hồi. Bây giờ nhả ra cái nó võng lại. Thế này. Đấy, cầu nó vậy thế. Nếu mà gang xá mà nó sẽ như thế này gãy ngay, nứt ngay. Cái cầu nó có độ. Các anh có mượn này không? Hả? Không mượn. Không có anh. Có ý có mượn này không? Không, mượn gì? Nó kêu ấy, nó muốn bỏ ra để cho nó rộng.